Nếu các bạn đang tìm một dòng hoa có màu sắc rực rỡ, ra hoa quanh năm thì không nên bỏ qua dòng hoa này. Trên tay mình đây là những nụ hoa của dòng hoa trà mi từ quý cánh kép của bạn nhé. Hoa của chúng có một màu đỏ tươi, xen lẫn nhị vàng, tô điểm thêm màu sắc của hoa rất là đẹp và bắt mắt. Xin chào tất cả các bạn nhé, mình là nhà vườn Huy Hoàng. Hôm nay thì nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, mình có về thăm nhà, thăm lại một góc nhỏ trên ban công sân thượng nhà vườn mình nhé. Đây là những cây trà mà mình đã trồng chăm bón ở trên sân thượng nhà mình. Đấy, góc nhỏ thì mình trồng một vài cây thôi. Đây là những cây trà đậu cung đình các bạn nhé. Đấy, mình trồng 3 cây trà đậu cung đình này. Hiện tại thì chúng sau quá trình Tết nó nở hoa thì mình đã chăm lại nhé. Ông đang bán lọc bán chồi rất là tốt này. Đấy, mầm chồi của chúng đây các bạn nhé. Bán rất là sai này. Đang đẩy lên nửa mầm rất là sai. Mọi này thì mình mới vào bầu vào chậu dịp Tết vừa rồi thôi. Đất mình trồng này các bạn thấy là giá thể mình trồng nhé, có xỉ than, có sơ dừa, kèm theo là đất tơi xốp. Ở dưới thì mình lót một ít gỗ với ít mùn cưa nhé. Đấy, hiện tại thì sinh trưởng bắn rất tốt này. Chậu này thì mình mua loại chậu lục giác, đường kính của nó vào khoảng tầm 40 phân nhé. Đấy, rất là tốt. Các cây đang bắn lộc rất là sai này. Mình chơi một vài cây cảnh ở trong khuôn viên sân thượng nhà mình thôi. Đây những cây trà đỏ cung đình nhé. Hoa chúng thì sẽ có màu đỏ tươi, rất là rực rỡ. Những cây này thì đường kính gốc của chúng sẽ vào khoảng tầm 1 phân rưỡi đến gần 2 phân nhé. Mỗi ngày ở nhà thì mình chỉ cần tưới nước cho nó thôi. Lâu lâu mình sẽ bỏ thêm một ít phân chăm bón nữa. Còn đây là những cây trà tứ quý nhé. Những cây trà tứ quý cánh kép này. Mặt hoa của chúng thì đang chuẩn bị nở hết rồi nhé. Những nụ hoa đang đậu rất là sai, một thành hình chùm. Dòng này là cái dòng siêu nụ này. Đấy, mình chăm. Hiện tại các cây này bắn nụ rất là sai, rất là nhiều nhé. Xanh tươi mơn mởn. Mình trồng trên ban công sân thượng tầng 4 các bạn nhé. Đây này. Bắn rất là sai, rất là nhiều nụ, nhiều hoa này. Nên loại này các bạn về trồng khoảng tầm hơn tháng nữa là chúng sẽ bắt đầu nở nhé. Chơi ở nhà cũng thư thái cho nên là có điều kiện. Đấy, đất trồng giá thể mình cũng trồng như kiểu những cây trà kia thôi. Trong các chậu lục giác trộn nhiều xỉ than, chấu, sơ dừa làm sao mà cái đất này nó tươi xốp nhất này. Đấy, các bạn trồng chúng khi chúng ta tưới nước vào là chúng có thể là thoát nước ngay liên tục để cây có thể sinh trưởng phát triển rất là tốt nhé. Đây những cây trà cao này thì các bạn có thể tiến hành tỉa những cây ngọn mà nó cao này nhá, để giữ form giữ dáng cây nhé. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn không muốn, các bạn có thể là để treo chiều cao để chúng vươn lên. Đấy, nụ bắn ra rất là sai này, hình nụ hết rồi nhá. Đây nụ rất là sai. Các bạn muốn nụ bông hoa to thì chúng ta có thể tiến hành tỉa bớt đi những nụ hoa này. Đấy, để chúng những nụ của chúng sẽ nhìn to hơn và đẹp bắt mắt hơn nhá. Đấy, một chùm như này khoảng tầm gần chục nụ này chi chít nhau, chúng ta có thể tỉa bớt đi để khoảng tầm 3-4 nụ thôi. Cứ kéo theo mầm sẽ kéo theo nụ hoa hết nhé. Đây là những cây mình trồng trực tiếp tại nhà mình nhé, hãy ban công sân thượng nhà mình. Đấy, xin chào, phát triển rất là tốt này. Đấy, tán tròn đều. Vườn mình thì hiện tại còn số lượng rất là nhiều những cây trà. Nếu các bạn có nhu cầu muốn sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp nhà vườn Huy Hoàng nhé. Số điện thoại Zalo bên mình là 092 692 2886 nhé. Địa chỉ vườn mình ở phố Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.